Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Ngọc Minh sẽ đưa quý vị và các bạn tới tham quan một cái thành phần dự án khá quan trọng trong cái khu kinh tế Bắc Vân Phong. Đó là dự án khu công nghiệp Vạn Hưng nằm ở khu vực phía nam của Bắc Vân Phong. Thì ở khu vực này thì khu vực công nghiệp Vạn Hưng này thì chúng ta đang trên trục đường số 1. Đây là đường giao thông chính kết nối từ trục quốc lộ 1A, thì đi cách đây khoảng tầm một cây số là đi lên quốc lộ. Về phía hướng này là hướng đi xuống dưới biển, xa kia là mình sẽ nhìn thấy một cái đoạn của khu cảng Hòn Khói nằm phía bên này, và có một cái nhà máy và một cái khu xây dựng ở phía bên đó. Thì từ đây chúng ta xuống biển và kết nối vào đường ven biển là khoảng 500m là chúng ta sẽ đụng ngay đường ven biển này. Và cái tuyến đường ven biển này là nằm trong cái thành phần giai đoạn 2 của cái tuyến đường ven biển dọc theo khu Vân Phong, nối thẳng vào từ trung tâm thị trấn Vạn Giả, nối thẳng vào Dốc Lết. Và điểm thứ ba của cái khu công nghiệp Vạn Hưng này thì được kết nối với đường cao tốc ở phía trước mặt của mình đây, là từ đường cao tốc mà đi kết nối tới cái khu vị trí mình đang đứng đây là khoảng tầm hơn 2 cây số. Thì đây là một cái tuyến đường khá thuận lợi. Thì sau này cái tuyến đường này là sẽ mở rộng vào 26 m. Thì ở đây thì mình xin giới thiệu một cái sản phẩm có cái vị trí là có thể nói là rất là tiềm năng để cho quý nhà đầu tư chúng ta đầu tư. Đó là một lô đất với diện tích là 2,6 hectare. Thì đây chúng ta sẽ cùng đi tham quan cái lô 2,6 hectare này nhé. Theo tuyến đường này thì lô đất cách vị trí tuyến đường nhựa này là khoảng tầm 50 m. Thì chúng ta sẽ đi theo đây là vị trí của lô đất, thì trải dài theo cái đồi đất này. Thì cái thuận lợi của lô đất này là có một cái quả đồi đất có sẵn, thì chúng ta có thể tận dụng làm khai thác đất và có thể là bán để mà lấy đất. Thì đây là cái ranh mốc của xe kia, là cái ranh mốc của cái vị trí đất 2,6 hectare. Thì chiều dài mặt tiền của vị trí đất của chúng ta là chiều dài mặt tiền theo trục cái đường mòn và có con mương ở phía dưới. Thì con đường này là sắp tới sẽ đang đổ bê tông kết nối vào liên thôn phía khu dân cư ở phía sau lưng, phía tây trước mặt của mình là khu dân cư Xuân Đông. Thì một khu dân cư cũng có là có chợ, có trường học đầy đủ. Thì tuyến đường này theo trải dài của khu dân cư là theo chiều dài lô đất á, là 330 m. 330 m này là mặt tiền theo chiều dài của lô đất, và hướng lô đất là hướng đông và hướng xuống nhìn biển đông. Đây thì do là chúng ta đang ở vị trí này chưa lên đồi cho nên không thấy được. Thì đây mình sẽ dẫn cho quý vị và các bạn xem theo cái chiều dài mặt tiền của lô đất. Đây là cái tuyến đường mòn mà đang làm đây, chuẩn bị đổ bê tông, đang thi công. Đây phía xa là cái đoạn đá đang đổ đá, đang lót đá để mà làm đường theo cái chiều dài lô đất của chúng ta. Thì lô đất này có điều đặc biệt là như thế này, là đây cái cột móc cắm ranh đã làm rồi đây. Quý vị thấy không? Đó, đường đây là đường nhựa 20 m. Sẽ làm qua cái lô đất, và lô đất chúng ta nằm ở trên này. Đó, thì lô đất đây là hiện tại đất rừng, nhưng mà quy hoạch là phù hợp với đất trồng cây hàng năm toàn bộ. Thì cách với khu quy hoạch đất ở phía trước đây khoảng tầm 20 m, đúng 20 m là ra sau này có thể là chuyển đổi thành đất ở. Thì cái khu vực này chúng ta cùng đi. Đất trồng cây hàng năm này thì chúng ta có thể là thứ nhất là làm kho xưởng để mà phục vụ cho khu công nghiệp. Thứ hai là chúng ta có thể là khi mà dần dần chúng ta có thể là chuyển đổi thành đất ở, nếu như mà sau này quy hoạch có điều chỉnh cho phép phù hợp chuyển thành đất ở thì khả năng sinh lời lô đất này rất là cao. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mình đang đứng trên cái vị trí của lô đất 2,6 hectare, là xung quanh là đất bằng phẳng. Còn phía bên tay phải mình đây là vị trí của lô đất, từ phía ngay cột ranh móc này chúng ta hất lên một quả đồi. Thì cái quả đồi này là dùng để là lấy đất. Thì trên cái lô đất này là có sẵn một cái lợi thế rất lớn, đó là một cái phía đồi cao, và thứ hai là chúng ta có thể sử dụng là cái khoảng đất này để mà là san lấp công trình hạ tầng, thì bán đi và cũng thu được một số tiền để mà có thể là tiền lời ngay trên cái đất lô này, đất của mình luôn quý vị ạ. Thì phía trước mặt lô đất của chúng ta đây là cái tuyến đường. Tuyến đường này là tuyến đường nhựa 20 m, thì kết nối vào cái khu dân cư Xuân Đông nằm ở phía thẳng Tây mình đây, hướng đi vào phía Bắc. Thì phía đây, phía tay trái của mình là hướng Đông. Hướng Đông là nhìn ra biển, thì tiếp giáp với khu du lịch Rạn Trào Hòn Cùm Meo. Thì đây là khu du lịch đã có quy mô là hơn 10 hectare. Thì nằm là một cái ốc đảo nhỏ, thì có cái đường đi bộ nối từ trên đất liền đi qua cái khu đảo này. Thì đây là một cái khu du lịch đã lên dự án 1/500. Và thứ hai là chúng ta kết nối với đường ven biển, từ vị trí lô đất này đi ra đường ven biển là khoảng tầm 500 m, và đi ra đường nhựa phía trước mặt của mình đây là khoảng tầm 30 m. Thì phía trước mặt đường nhựa này là đường lộ giới tới 30 m của đường nhựa. Và đặc biệt là dự án này nằm tiếp giáp với phía trước mặt mình là một cái khu công nghiệp khu công nghiệp Vạn Hưng, hay là khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, thì với quy mô là 300 hectare, và đã có vốn đầu tư của chủ đầu tư Viglacera với tổng số vốn đầu tư là 1.800 tỷ. Và điều thứ ba là tiếp giáp với tiện ích kề bên, đó là cái dự án năng lượng mặt trời để cung cấp cho khu công nghiệp, đó là của KN với vốn đầu tư là 2.500 tỷ đã đi vào hoạt động. Thì từ cái vị trí lô đất này chúng ta nằm tiếp giáp với hai mặt đường lớn phía bên trước mặt mình và một mặt đường phía bên hông theo chiều dài của lô đất là hơn 300 m mặt tiền. Vâng, và từ miếng đất, từ cái vị trí đất của mình đang đứng ở đây là 2,6 hectare, thì mình đi ra đây cái đường lớn là 30 m lộ giới, thì phóng ra quốc lộ 1A khoảng tầm là 1 cây số, và kết nối với tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang khoảng tầm là 2 cây số là ra tới cao tốc của Vân Phong Nha Trang. Là cái điểm này là điểm giao, gọi là đường nối gọi là đường gom vào cao tốc, là theo cái tuyến đường chính này. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì mình đang đứng trên cái con đường ven biển của khu vực Vân Phong và đoạn đi qua xã Vạn Hưng. Đây là tuyến đường ven biển sắp tới sẽ thi công và lộ giới là 62 m theo cái trục đường này. Là tuyến đường huyết mạch của cái khu kinh tế Bắc Vân Phong. Thì sở dĩ tại vì sao phải hình thành cái tuyến đường này, bởi vì tuyến đường này là hình thành để mà phục vụ cho cái khu kinh tế Bắc Vân Phong và phát triển du lịch, và đặc biệt là nằm trong cái giao thương của đường ven biển của khu vực Nam Vân Phong và Bắc Vân Phong, và nằm trong cái tuyến đường chương trình mục tiêu quốc gia về chống xâm thực biển và tuyến đường an ninh quốc phòng. Thì đây là tuyến đường chắc chắn sẽ thi công trong những thời gian tới. Thì như quý vị thấy, thì từ cái vị trí đất mình đứng đây thấy nhìn trực diện ra đảo Hoàng Lớn. Thì từ đảo Hoàng Lớn này chúng ta là có thể là nằm trung điểm tiếp nối giữa khu cảng Hòn Khói và bán đảo Hòn Gốm. Thì đây là một cái tuyến, đây là một cái tuyến đường rất là huyết mạch. Thì có thể là chúng ta từ đây chúng ta có thể là đi ra ngoài cái khu du lịch sinh thái Rạn Trào và kết nối với khu công nghiệp Dốc Đá Trắng của Nam Vạn Hưng đang triển khai thi công tuyển chọn nhà đầu tư với số vốn là 1.800 tỷ đồng. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thì để sở hữu được một cái vị trí đất đầy tiềm năng như thế này với diện tích là tổng là 2,6 hectare đất rừng sản xuất, nhưng mà phù hợp với đất trồng cây hàng năm và có thể là chuyển đổi lên đất ở trong cái thời gian sắp tới. Đây là một điều đặc biệt của vị trí đất này. Và để sở hữu được cái vị trí này thì quý vị hãy nhanh tay gọi tới cho công ty Bắc Vân Phong Land, địa chỉ 39 Đinh Tiên Hoàng, Vạn Giả, Vạn Ninh, Khánh Hòa để đặt cọc và sở hữu ngay lô đất này trong cái thời gian nhanh nhất. Và quý vị thấy những video chia sẻ của mình được hay thì quý vị có thể là đăng ký kênh, like and subscribe vào cái kênh YouTube Nhà Đất Bắc Vân Phong hoặc kênh Facebook Đặc Khu Bắc Vân Phong của chúng tôi. Xin cảm ơn.